Đây là những tấm bạt quảng cáo, chúng được các chị em trong tổ may xanh đi xin từ khắp nơi mang về. Những tấm bạt này sau đó được may thành túi đi chợ, đem tặng hoặc bán cho các chị em đi chợ trong huyện Cần Giờ với giá rẻ. Cái này thì mình may cho mấy chị xài để mà có thể tái sử dụng nhiều lần. Về thì mình có thể giặt phơi để mình xài tiếp theo. Cho nên là mình muốn may, mình muốn làm như vậy để cũng bảo vệ môi trường. Tổ may xanh được thành lập vào năm 2023. Lúc đầu chỉ là túi đi chợ, nhưng với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ, các tổ chức phát triển xanh, chị em tổ may xanh đã được tập huấn thêm kỹ năng. Do đó, sản phẩm cũng ngày một đa dạng hơn. Không những may cái này mà mình còn mình tái chế, mình may thêm mấy cái sản phẩm khác nữa, như bút viết, ba lô, đồ cho mấy em, đồ nên cảm thấy vui. Sản phẩm của tổ may xanh được hỗ trợ để giới thiệu tại các điểm du lịch, các chương trình của cơ quan ban ngành huyện Cần Giờ với giá từ 30.000 cho đến 60.000 đồng mỗi sản phẩm. Càng lúc thì các chị em phụ nữ thì càng hạn chế sử dụng túi ni lông, rồi quan tâm hơn đến việc là phân loại rác tại nguồn, rồi vệ sinh trong nhà, vệ sinh ở ngoài địa bàn dân cư. Rồi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã xóa được các cái điểm đen ô nhiễm. Qua thời gian hoạt động, tổ may xanh đã tái chế hàng ngàn kg các loại bạt quảng cáo, hàng trăm kg vải vụn các loại. Không chỉ tạo thêm thu nhập cho các chị em khi rảnh rỗi khoảng 1 đến 2 triệu mỗi tháng, mà các thành viên trong tổ may xanh còn đang góp phần lan tỏa lối sống xanh và hướng đi phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh mà huyện Cần Giờ đang thực hiện.